Nguyễn Phương Hằng đòi quốc sư thích minh tuệ, dư luận phẫn nộ. Kính thưa quý vị, mặc dù đã tuyên bố vĩnh viễn không live stream, sau mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, phó tổng giám đốc công ty Đại Nam kiêm tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam, đã khiến công luận dậy sóng khi loan báo ngày 20 tháng 10 tới sẽ tổ chức một buổi talk show để quất sư thích minh tuệ theo một video clip đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trong buổi nói chuyện với khán giả ở khu du lịch đại nam bà nguyễn phương hằng trực tiếp nhắc đến tên sư thích minh tuệ chúng ta đang ở đây và có một số người thích ông thích minh tuệ nhưng quý vị tin một điều nếu nguyễn phương hằng tôi quất là không bao giờ trượt vì tôi nói sự thật có ghét có hận cũng vẫn phải phục tôi tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy ông ta thích minh tuệ đúng chỗ nào và sai chỗ nào vì tôi biết được sau lưng ông sư minh tuệ là ai bà hằng nói tuy không biết nội dung cụ thể bà hằng sẽ nói về sư thích minh tuệ chuyện gì song công luận đã giận dữ phản ứng mạnh trên mạng xã hội cho rằng bà hằng đừng tưởng tiền nhiều nói ai cũng nghe hãy bớt ngông cuồng bà nguyễn phương hằng là kiểu của bệnh hoang tưởng mà là sự hoang tưởng của kẻ vô học thì ra bà ta dùng tiền làm từ thiện với mục đích thao túng thiên hạ lấy tiếng Sư Minh Tuệ hiền như cục đất, thiện lành và trong sáng, chẳng có bất kỳ mưu cầu danh lợi nào, nhưng lại có quá nhiều đối tượng đố kỵ và cay nghiệt với ông. Dại một lần còn có thể nghi ngờ, chứ tiếp tục lần này thì không còn gì để nghi ngờ nữa. Facebooker Phong Ngo viết trên trang cá nhân. Đem kim cương ngàn tỷ ra, so đỏ với người ăn xin một đời sưng con với người khác. Danh khoản Hoàng Quốc Bình, Bất Bình viết, còn nhà báo Lê Đức Dục viết trên trang cá nhân. Trong khi chờ bà quất với niềm háo hức thung thướng, nhất là các ma tăng bị kính chiếu yêu thích minh tuệ dọi vào, mình nói thật là mình rất vui trước thông tin này. Lâu nay khi sư minh tuệ ẩn tu, dù tinh thần của ngài vẫn lan thỏa, nhưng nếu vắng lâu quá, sẽ dễ bị mai một trong cõi mạng mênh mông này. Vì thế, nếu tên ngài xuất hiện trở lại trên truyền thông ở cường độ cao, sẽ tác động đánh thức gây men cho những tỉnh thức tốt lành. Vì thế, chưa biết thế nào, nhưng câu nói từ một người đòi quất, thầy có lượng follow đông đảo trên mạng xã hội, chính là một điểm tốt để câu chuyện tình thức minh tuệ trở lại. Trong khi đó, danh khoản Hoài An chua cay, cũng mắc cười. Năm đó lên mạng xỉa sói với móc chửi rủa tùm lum, rồi bị núm, chồng lơ luôn để cho ngồi tù. Đứa con lo chạy trọt tờ giấy chứng nhận tâm thần, giờ ra tù rồi thì bắt đầu múa tiếp. Vậy mà cũng có một đám ô hợp tung hồ. Hóa ra con mụ tâm thần nói chuyện vẫn có người nghe. Trước đó, tại buổi livestream hôm 29 tháng 9, trước hàng ngàn du khách tại khu du lịch Đại Nam, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, bà Hằng đã tuyên bố, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không xuất hiện trong buổi livestream nào nữa vì sức người có hạn, cuộc chơi này đã quá dài rồi. Sau buổi này, tôi mong rằng drama của Nguyễn Phương Hằng khép lại, tôi còn chồng, còn con, còn yêu bản thân tôi nữa. Tôi sẽ xuất hiện ở Đại Nam khi cần. Bà Hằng nói thêm. Bà Hằng ngậm miệng lại là có đóng góp cho cuộc đời rồi đó. Nhà văn Nguyễn Thiện ngao ngán bày tỏ trên tranh cá nhân với hàng trăm lượt like đồng tình. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt giam hôm 24 tháng 3, 2022 với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Thỏa án cấp cao tại Sài Gòn cáo buộc một số phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng trong các lần livestream trên mạng xã hội được các cơ quan pháp luật cáo buộc có vi phạm nên đã tuyên án 2 năm 9 tháng tù. Kính thưa quý vị, bà Nguyễn Phương Hằng từ đâu mà có nhiều tiền như vậy? Cuộc đời của bà gắn liền với những tranh cãi về tình và tiền. Nhiều người đã nghe những lời đồn đoán về cuộc đời của bà Nguyễn Phương Hằng nhưng ít ai biết được chi tiết rõ ràng. Bà sinh ra với tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền, năm 1971 và chỉ đổi tên thành Nguyễn Phương Hằng sau khi kết hôn với ông Huỳnh Uy Dũng, thường được gọi là Dũng lò vôi. Có ý kiến cho rằng, việc đổi tên là để thay đổi vận mệnh, quên đi những giai đoạn không mấy sáng sủa của quá khứ. Khi tự kể về cuộc đời mình, bà Hằng chia sẻ rằng, lúc 16 tuổi, bà đã định cư tại Canada và kết hôn với một người Hoa kiều giàu có. Tuy nhiên, sau vài năm chung sống và có một con, chồng bà qua đời. Bà cho biết, người chồng đầu tiên để lại khối tài sản trị giá 18 triệu đô la Mỹ. Và sau biến cố này, bà quyết định mang toàn bộ tài sản trở về Việt Nam để bắt đầu kinh doanh. Với khối tài sản đó, bà Hằng khẳng định mình đã trở thành một doanh nhân thành công, đầu tư vào nhiều lĩnh vực như bất động sản, trồng rừng và thời trang. Bà từng tự hào khoe mình là Việt kiều và có quốc tịch Canada. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, người ta phát hiện bà chỉ có hai quốc tịch, Việt Nam và Cộng hòa Cyprus, một quốc đảo ở địa Trung Hải, nổi tiếng là thiên đường thuế và điểm nóng rửa tiền. Với tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyển, bà Hằng từng xuất hiện trong hồ sơ điều tra về vụ án Nam Cam. Một bức ảnh tư liệu hiếm hoi cho thấy bà Nguyễn Thị Thanh Tuyển, tức Nguyễn Phương Hằng, từng sống chung như vợ chồng với ông Đỗ Đạt Giang, một đàn em của Nam Cam. Theo hồ sơ, sau cái chết của người chồng đầu tiên, vào năm 1997, bà Hằng trở về Việt Nam và sống chung với Đỗ Đạt Giang. Họ thuê một căn nhà trên đường Trường Sơn, quận Tân Bình, rồi sau đó mua lại căn nhà này. Tuy nhiên, theo lời khai của bà Hằng, Giang đã nhiều lần bạo hành và ép buộc bà thêm tên ông vào giấy tờ mua bán nhà. Không chỉ thế, ông còn gây sức ép lên gia đình bà Hằng, buộc mẹ bà phải giao giấy tờ nhà và ép bà xác nhận không có tranh chấp. Khi bị công an bắt giữ, Giang phủ nhận việc chiếm đoạt tài sản và khẳng định mình là người bỏ tiền mua nhà. Ông cho rằng bà Hằng chỉ đơn thuần là người sống chung cùng ông. Thậm chí, khi bà Hằng vay vàng để trả nợ mua nhà, Giang là người ký giấy vay. Mẹ của bà Hằng cũng từng tố cáo Giang về hành vi đe dọa để chiếm đoạt 10 lượng vàng từ gia đình bà trong một vụ liên quan đến căn nhà ở Gò Vấp. Sau khi chuyên án năm cam được mở, Giang bị bắt và từ lời tố cáo của bà Hằng cùng một số người khác, ông Giang phải nhận án 7 năm tù với tội danh cưỡng đoạt tài sản. Khi sống với chồng mới, bà Nguyễn Phương Hằng đã quay lại tố cáo khiến chồng cũ phải chịu cảnh tù tội. Điều đáng chú ý là mặc dù từng tuyên bố người chồng đầu tiên qua đời để lại cho bà một khối tài sản khổng lồ lên đến hàng trăm tỷ đồng, nhưng khi trở về nước sau vài năm, bà vẫn gặp nhiều khó khăn tài chính. Chỉ ba năm sau, khi nhận được tài sản từ người chồng đầu, bà Hằng và Đỗ Đạt Giang vẫn phải vay bảy lượng vàng để mua nhà như đã đề cập trước đó. Bên cạnh đó, bà còn từng nhận làm dịch vụ hoàn công cho sừng diệt của ông Lâm Hưng Cú, nhận vài chục triệu đồng tiền công. Sau này, ông Cú cũng trở thành một trong những nạn nhân của Đỗ Đạt Giang khi bị cưỡng đoạt tài sản. Năm 2006, bà Hằng kết hôn với doanh nhân Trần Văn Thìn, sinh năm 1963, quê ở Bến Tre. Nhưng trước đó, vào năm hành hăng này một hai người đã cùng góp vốn theo tỷ lệ 50-50 để thành lập công ty Đông Nam Long, đầu tư vào các dự án trồng cao su. Cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài khoảng 2 năm, có một con chung trước khi ly hôn. Tòa án quyết định trao quyền nuôi con cho bà Hằng, còn về phần tài sản, hai bên tự thương lượng giải quyết. Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn ghi âm liên quan đến mối quan hệ tình cảm giữa bà Nguyễn Phương Hằng và thần y Võ Hoàng Yên K làm giấy lên thêm nhiều tranh cãi. Trước khi ly hôn, bà Hằng và ông Thìn đã thỏa thuận giải thể công ty, trong đó ông Thìn nhận 200 hecta cao su, còn bà Hằng và con gái nhận 360 hecta. Chỉ hai năm sau khi chia tay ông Thìn, bà Hằng lại kết hôn với doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, hơn bà khoảng 10 tuổi. Thời gian đó, ông Dũng cũng phải giúp vợ trong việc giải quyết các tranh chấp tài sản với ông Thìn. Kết cục, ông Thìn bị kết án tù hàng chục năm với các tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo kết luận của cơ quan điều tra, ông Thìn đã bí mật duy trì hoạt động công ty làm giả chữ ký của bà Hằng, lúc đó tên là Tuyển, để chuyển công ty về Bình Phước, làm giả các giấy tờ cần thiết để được cấp giấy đăng ký kinh doanh và con dấu mới. Sau khi kết hôn với ông Huỳnh Uy Dũng, tên Nguyễn Phương Hằng, mới chính thức thay thế tên cũ nguyễn thị thanh tuyển cuộc hôn nhân này dường như là bước ngoặt lớn trong cuộc đời đầy sóng gió của bà hằng kéo dài lâu nhất so với các cuộc hôn nhân trước đó từ đây người ta thường thấy bà hằng khoe kim cương những sấp sổ đỏ siêu xe tuy nhiên bà cũng bị cuốn vào những vụ tranh chấp đấu tố đầy tai tiếng trên mạng xã hội lẫn đời thực cuối cùng dẫn đến việc phải vào tù bà chủ đại nam đại náo tuyên bố quất sư minh tuệ. Thưa quý vị, bà Nguyễn Phương Hằng gây chú ý với tuyên bố quất sư minh tuệ. Dư luận đã đặt câu hỏi về động cơ đằng sau hành động này. Liệu bà có đang hành động dưới sự chỉ đạo của ai? Sự thân thiết giữa bà và Thượng tọa Thích Nhật Tử, người từng chỉ trích mạnh mẽ cách tu hành của Thầy Minh Tuệ, cho thấy rằng quan điểm của bà có thể bị ảnh hưởng bởi những cá nhân trong giáo hội Phật giáo Việt Nam Quốc doanh đáng chú ý là bà hằng không hề đề cập đến những bê bối nghiêm trọng của một số nhân vật nổi tiếng như thích trân quang hay thích trúc thái minh hay là một số ma tăng khác thích trân quang một nhân vật nổi tiếng với nhiều hoạt động không rõ ràng gần đây đã bị phát hiện dinh líu đến nhiều bê bối lớn chẳng hạn như sử dụng bằng cấp không hợp lệ và chiếm dụng đất rừng phòng hộ để xây dựng cơ sở riêng những hành vi này không chỉ làm tổn hại danh tiếng của ông mà còn phơi bày những mảng tối trong cách quản lý tôn giáo ở Việt Nam. Tuy nhiên, bà Hằng dường như không nhắc đến những sai phạm này mà lại tập trung chỉ trích thầy Minh Tuệ, một tu sĩ không liên quan đến bất kỳ bê bối nào. Điều này đặt ra câu hỏi, tại sao bà lại im lặng trước những vi phạm nghiêm trọng của các nhân vật như Thích Trân Quang hay Thích Trúc Thái Minh? Cùng với đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam quốc doanh và chính quyền nhà nước dường như có chung quan điểm kiểm soát và đàn áp những tu sĩ không thuộc hệ thống của họ. Trường hợp của thầy Minh Tuệ là một ví dụ rõ ràng về sự đàn áp này. Sau khi bị buộc phải dừng hành trình hành cước vào tháng 6 năm 2024, thầy Minh Tuệ đã mất tích một cách bí ẩn và không ai biết thầy hiện đang ở đâu. Những người ủng hộ thầy liên tục đặt câu hỏi, tại sao một người tu hành đúng mực, sống giản dị với ba y một bát, lại bị đối xử như một tội phạm? khi nào thầy mới có thể tiếp tục cuộc hành trình khất thực của mình để theo đuổi con đường giác ngộ sự vắng mặt đầy bí ẩn của thầy minh tuệ đã gây lo lắng trong cộng đồng phật tử có phải chính quyền và giáo hội đã phối hợp để em nhẹm thông tin về thầy nhằm ngăn chặn ảnh hưởng ngày càng lớn của thầy đối với quần chúng đàn áp thầy không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn phản ánh nỗi sợ hãi của hệ thống đối với những tu sĩ thực sự tu hành và không lệ thuộc vào quyền lực. Giáo hội vốn đã trở thành công cụ của nhà nước để quản lý tôn giáo, không muốn ai như thầy Minh Tuệ gây ảnh hưởng đến cấu trúc quyền lực hiện có. Ngược lại, những tu sĩ gây tranh cãi như Thích Trân Quang và Thích Trúc Thái Minh dù vướng vào nhiều bê bối, vẫn hoạt động mà không bị kiểm soát. Thích Trân Quang với những tư tưởng sai lệch và các vụ việc gây tranh cãi đã làm tổn hại đến uy tín của Đạo Phật góp phần khiến người dân mất niềm tin vào các nhà tu hành tuy vậy ông vẫn nhận được sự bảo vệ từ giáo hội và chính quyền điều này càng làm nổi bật sự bất công trong cách đối xử với thầy minh tuệ người chỉ mong muốn sống thanh tịnh tránh xa những mối quan hệ quyền lực và lợi ích câu hỏi cần đặt ra là tại sao chính quyền và giáo hội lại đàn áp thầy minh tuệ trong khi bỏ qua những người như thích trân quang hay thích chúc thái minh phải chăng thầy minh tuệ là mối đe dọa đối với hệ thống quyền lực hiện hành trong khi những người như trân quang hay trúc thái minh lại đóng vai trò như những công cụ hữu ích cho việc kiểm soát tôn giáo câu trả lời sẽ không chỉ làm sáng tỏ bản chất của giáo hội phật giáo việt nam quốc doanh mà còn tiết lộ cách quyền lực và tôn giáo đang được vận hành và kiểm soát sự mất tích của thầy minh tuệ cùng với các dấu hiệu cho thấy có sự đàn áp có hệ thống là một biểu hiện rõ ràng cho xu hướng kiểm soát và đàn áp những người tu hành chân chính và trong bối cảnh này những chỉ trích từ bà nguyễn phương hằng không khỏi khiến người ta nghi ngờ về động cơ thực sự và tính công bằng của bà với mối quan hệ mật thiết với thích nhật tử và sự im lặng trước những sai phạm của các ma tăng như thích trân quang liệu bà có đang là công cụ phục vụ cho một âm mưu lớn hơn nhằm đàn áp những tu sĩ chân chính Tiếp theo sau đây, mời quý vị nghe bài bình luận của tác giả Nguyễn Thanh Huy, bài viết có tựa đề Lương thiện và hành thiện. Một người lương thiện thì không có lý do gì khi thấy sự lương thiện lại không thích. Đó là quy luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Bằng không, chỉ có thể lý giải rằng lòng lương thiện ấy chưa rốt ráo, vẫn chấp chứa nhiều sân si, đố kỵ. Nhưng, như thế nào là lương thiện? Câu hỏi này không dễ trả lời. Vì lương thiện nào là một khái niệm trừu tượng và nó gắn với phẩm chất nội tâm, tức không thể định tính. Như cách cha ông ta từng nói, dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Hiểu như vậy để thấy rằng không dễ gì mà đánh giá được một con người lương thiện hay bất thiện, thương người hay chỉ thương thân, vị tha hay vị kỷ. Những biểu hiện bên ngoài có thể là thật, xuất phát từ lòng nhân bên trong nhưng nó cũng có thể là sự khoa trương, trang trí nhằm che đậy điều gì đó hoặc có thể chỉ để thể hiện cho cái ngã kiêu mạn của chính mình. Theo giáo lý nhà Phật, làm việc thiện hay phụng sự tam bảo cũng chỉ có chút công đức sẽ được phước báo. Đó là kết quả của những nhân duyên thiện lành mà mình đã gieo trồng. Tuy nhiên cái phước ấy chỉ là phước hữu lậu, tức nó có giới hạn, hưởng sẽ cạn dần rồi cũng hết. Phước hữu lậu dành cho chúng sinh ở cõi nhân thiên dễ hiểu hơn, một người làm việc thiện thì có thể sẽ được hưởng vinh hoa phú quý hay kéo dài thọ mạng trong kiếp nhân sinh. Phước báo sâu dày thì có thể được sinh lên cõi trời, được hưởng những niềm hỷ lạc thắng diệu. Nhưng để có được phước hữu lậu này, người làm việc thiện phải xuất phát từ cái tâm trắng bạch, vô cầu, vô chấp, ly dục, ly tham. Nghĩa rằng làm việc thiện là giúp người giúp đời với, chứ không phải để tìm kiếm cái danh hư hay ánh hào quang ảo tưởng. Làm với cái tâm trong sáng ấy mà phước báo vẫn còn lậu hoặc thì huống chi vừa làm vừa kể, liệu có được chút phước mọn gì. Chẳng những thế mà còn kéo theo phiền não, rước họa vào thân và tạo nghiệp cho nhiều kiếp lai sinh. Công đức thực sự chỉ có được ở những bậc chân tu. Chính công hạnh tu hành ở họ mới mang lại lợi lạc quần sinh. Sức lan tỏa năng lượng thiện lành đem đến cho xã hội một bầu không khí mát mẻ, trong trẻo, an hòa chính cái năng lượng ấy đã xua đi những uế tạp yêu ma trương khí nói cách khác đó như một sự chọn lọc và đào thải do vậy công đức của người tu phật tu thật mới tạo ra cái phước vô lậu ở đó không có chỗ cho tâm vị kỳ hẹp hòi lòng công cao ngã mạn vậy nên đừng lấy việc thế tục ra so với sự xuất thế đừng dùng ánh mắt phàm nhân ra soi chiếu bậc chân tu tất nhiên phải là bậc chân tu còn giả tu tu giả thì không thể thỏa hiệp họ đáng bị lên án vì bản chất họ không tu mà là đang hành nghề dưới lớp áo cà sa để mị dân, trục lợi. Muốn phân biệt đâu là thật, giả, chân, ngụy không khó. Chỉ cần lấy giới hạn ra làm thước đo tiêu chuẩn đối với người tu. Ai không có giới, ai không giữ giới, tất thảy đều là giả. Kỳ thực, bàn về bố thí hay từ thiện cũng không cần viện dẫn đến kinh điển Phật Pháp. Ngay trong kinh nghiệm vốn sống của cha ông ta đã nói, thi ân mạc niệm, thi ân bất cầu báo, nghĩa là làm ơn cho người khác thì không cần ghi nhớ trong lòng hay không để tìm sự báo đáp. Lại nói, của cho không bằng cách trò. Thực tế, thế giới hay Việt Nam không hiếm người hành thiện với tâm Bồ Đề, hạnh Bồ Tát. Họ làm mà không nói, cống hiến mà thầm lặng. Cũng vì họ không có thói quen khoe nên không ồn ào, không mấy ai biết đó thôi. Rõ ràng, nhân nghĩa, đạo lý, dân gian có cả. Chúng ta cứ lấy đó mà bình tâm quan sát những hiện tượng xung quanh khi ấy chắc chắn sẽ không còn những ngộ nhận lấy giả làm chân lấy hư làm thực tất cả sẽ trả về đúng giá trị của nó kính thưa quý vị gần đây không thấy ngài minh tuệ nhớ ngài và tìm ngài không tìm thấy ngài không biết ngài sống chết ra sao liệu khi thoát ra khỏi những người hâm mộ và các youtuber tiktoker ngài có bị ai đó quấy nhiễu không không gặp ngài nhưng lại gặp nhiều người đang theo bước chân ngài sau vài tháng những người đi theo ngài hồi đó chưa chứng tỏ được ý chí, thì nay họ đã chân trần đi khất thực với tấm y phấn tảo đặc trưng. Họ đi trong rừng sâu, họ đi ở phố xá, họ đi trên quốc lộ. Nghe nói họ cũng bị nơi này nơi kia gây khó dễ. Nhưng họ vẫn kiên định đi theo con đường mà Ngài Minh Tuệ đã đi, mặc cho bao khó khăn, gian khổ. Một điều đáng mừng hơn nữa là các đồng đạo của Ngài Minh Tuệ đi đến đâu thì người dân ở đó đều yêu mến, trân trọng và cúng dường họ, những đồng đạo của Ngài Minh Tuệ, giống như Ngài, cũng chỉ nhận đồ ăn mà không nhận tiền. Và khi nào đồ ăn nhiều, họ lại mang cho những người nghèo khổ. Tôi rất vui khi thấy cảnh các vị đi vô xóm đảo và được các giáo dân ở đó cúng dường. Ranh giới giữa các tôn giáo đang rút ngắn lại khi họ thực lòng tu tập, gạt bỏ tham, sân, si, hướng tới chân, thiện, mỹ. Mặc cho rất nhiều thông tin về những hành vi áp chế những người tu hành theo cách của Ngài Minh Tuệ, được các YouTuber lan tỏa. Rất nhiều người dân vẫn sẵn sàng hành động, sẵn sàng công khai sự ủng hộ của họ. Dù họ biết rằng, theo sau những nhà tu chân đất, mặc y phấn tạo, có thể là những con mắt theo dõi. Chỉ cần nhìn vào những điều ấy, tôi cho rằng, Ngài Thích Minh Tuệ đã gieo một năng lượng tích cực. Nguồn năng lượng ấy đang phát triển, lan sang những nhà tu khác và người dân cả nước. Kính thưa quý vị! Sau khi hoàn thành bản án 3 năm tù, bà Nguyễn Phương Hằng, chủ công ty Đại Nam, đã trở lại với các buổi giao lưu cùng du khách tại khu du lịch Đại Nam thay vì tổ chức các buổi livestream tại nhà như trước đây. Trong những lần xuất hiện này, bà không chỉ kể về quãng thời gian trong tù mà còn khiến dư luận chú ý khi nhắc đến thầy Thích Minh Tuệ, một nhà sư đang được nhiều người tôn kính. Bà Hằng khẳng định, mình sẽ bóc trần sự thật về thầy Thích Minh Tuệ và hứa sẽ làm rõ mọi chuyện liên quan đến ông. Bà nhấn mạnh, ở đây có một số người đang ngưỡng mộ ông Thích Minh Tuệ, nhưng quý vị hãy tin rằng khi Nguyễn Phương Hằng tôi quất thì không bao giờ trượt. Một nửa thì ngưỡng mộ thầy, còn một nửa thì chống đối. Tôi sẽ chứng minh ông ta đúng chỗ nào, sai chỗ nào. Điều khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi là tại sao trong khi bà Hằng đã ở tù suốt 3 năm, bà lại biết nhiều về thầy Minh Tuệ đến vậy? thêm vào đó thầy minh tuệ là một nhà sư sống cuộc đời tu hành chỉ ăn một bữa mỗi ngày và không tiếp xúc nhiều với xã hội bản thân thầy sống tách biệt và ít can thiệp vào các vấn đề bên ngoài vậy thì bà hằng lấy thông tin từ đâu để đưa ra những cáo buộc như vậy đây là một thắc mắc lớn bởi lẽ trong khoảng thời gian bà bị giam giữ việc bà thu thập thông tin về nhà sư này có phần khó hiểu không dừng lại ở đó bà hằng còn bàn luận về chuyện tu hành của một số nhà sư khác cho rằng chị em phụ nữ dễ mù quáng lắm, tôi nói câu này ra nhiều người sẽ không thích tôi, đa phần Phật tử là phụ nữ. Những vấn đề nhạy cảm tôi sẽ nói ra vì bản thân tôi đã trải qua rồi. Chính tôi cũng từng bị các thầy tu thả tim chùm chùm. Chúng ta nên thần tượng tổ tiên, cha mẹ mình, quê hương đất nước mình. Còn những người tu hành, họ tu cho bản thân họ chứ không phải tu cho mình. Bên cạnh những phát ngôn gây tranh cãi, bà Hằng cũng vướng phải lùm xùm về vấn đề bản quyền âm nhạc. Trong một đoạn livestream ngắn, bà thú nhận việc chế lời bài hát Đoạn buồn đêm mưa của tác giả Tu Nhi và Vinh Sử mà không biết về quyền tác giả. Bà đã vô tư chế lời thành các phiên bản như Thê 30 và tôi và Mưa ăn phước trong lúc ngồi tù. Trước những ý kiến về việc bà có thể vi phạm bản quyền âm nhạc, bà Hằng cho rằng mình không hề hiểu biết về vấn đề này. Bà cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng danh ca chế linh một người mà bà gọi là có nhân cách sẽ không kiện cáo về vấn đề này. Mọi người khuyến khích chú Chê Linh thưa kiện cháu, nhưng cháu vẫn tin chú sẽ không bao giờ làm điều đó và chia sẻ và gửi lời cảm ơn danh ca nếu có cơ hội gặp mặt trong tương lai. Toàn bộ câu chuyện của bà Hằng, từ việc nhắc đến thầy Minh Tuệ cho đến tranh cãi về bản quyền âm nhạc, đều đang thu hút sự chú ý của dư luận, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Tiếp theo, mời quý vị nghe bài bình luận của tác giả Nguyễn Huy Cường. Thưa quý vị, trách nhiệm không thuộc về bà Phương Hằng. Con người có tính hướng thiện rất cao nên khi được biết có một bà Phương Hằng ba năm trước bóc phốt một số văn nghệ sĩ thâm lạm tiền thiện nguyện của bà con giúp người khó khăn, rất cảm phục. Trong đó có tôi. Con người có tính công bình nên khi thấy bà đánh, ông thần y dởm, võ Hoàng Yên, rất ủng hộ. Con người có tính duy mỹ, nên khi nhìn thấy một bà Phương Hằng trang điểm chỉn chu và xuất hiện trước ống kính và trường quay lộng lẫy, cộng với vài chiến tích của bà thì tôn vinh bà lên hàng quốc sắc, thiên hương. Con người vốn có tính phù thịnh, nên khi thấy bà Hằng, ông Dũng bỏ ra khá nhiều tiền làm thiện nguyện, thì vừa phục, vừa kính trọng, trong đó có tôi, bất kể nguồn tiền đó từ đâu, đều dễ dàng quy thành của bà Phương Hằng hết. Con người có tính ham thích những mặt bằng ảo, nên không ít người chỉ sau vài giây cảm nhận lơ mơ những cái giá và giá trị nói trên lập tức đưa bà hằng lên ngang bà trưng bà triệu như quốc mẫu của việt nam lập tức thành fan của bà hằng thưa anh chị em để làm rõ hai mặt trong từng cái gạch đầu dòng trên phân tích rõ công gia công tội ra tội sẽ mất nhiều thời gian nhưng tôi bắt vào ngay điểm nhấn nặng ký nhất là những trận oánh cánh nghệ sĩ từ thiện dởm ở góc độ quan sát một cá nhân thì thấy ghê gớm thật. Đàn bà dễ có mấy tay. Nếu bà Hằng không ra tay mắm miệng, thì kiểu làm ăn của các nghệ sĩ này có lẽ còn dài dài. Nhưng, nhưng coi bà Phương Hằng như vị cứu nguy dân tộc, như anh hùng xuất chúng, thì e là hơi ấy. Nếu mối lương duyên tung hứng Phương Hằng, Võ Hoàng Yên cứ diễn tốt đẹp, họ vẫn một đồng một cốt xoa đầu quang các tỉnh, xin vài chục hecta đất dễ như xin thùng bia, thì bà Phương Hằng không có thời gian, không có động cơ để giận cá chém thớt. Thớt đây là đám nghệ sĩ nịnh hát, chứ không phải nịnh hót vò hoàng yến. Và câu chuyện bóc phốt không xảy ra. Xin nêu một ví dụ khác. Nếu bạn nào quen thân một ông công an hình sự của một tỉnh thôi, trong một năm, số vụ án đặc biệt nghiêm trọng bị phanh phui, túm gáy vài trăm can phạm cộm cán, thu hồi tài lực bằng vài ngàn lần số tiền nửa thực nửa ảo, bà Phương Hằng phanh phui mấy tay nghệ sĩ kia. Như công an tỉnh Phú Thọ, nhà tôi đã có lần lôi cổ vài ông thứ trưởng Bộ công an vào tù. Có vụ kẻ ác giết một người mà lực lượng công an mất 3 năm từng toán công tác lần mò từ Hà Nội vào Lâm Đồng, Bình Dương, nếm mật nằm gai, vô cùng khốn khổ để túm gáy kẻ thủ ác. Về từ thiện, trong một bài tới đây, sau khi xin phép những vị được nêu, tôi sẽ nêu ít nhất 10 vụ mà giá trị từ thiện lớn gấp nhiều lần bà Phương Hằng, nhưng chủ sự im lặng hàng chục năm nay không lên tiếng ở bất cứ diễn đàn nào, coi như việc phải làm. Đó là cốt cách của bậc trượng phu thật sự. Còn bà Phương Hằng, như video mới nhất, hứa sẽ nện tơi bời ông Thích Minh Tuệ chỉ vì tôi đang ở đỉnh cao thì không phải lỗi tại bà này. Diện này nhiều. Các bạn chờ bài tới của tôi về những bà Phương Hằng, Phương Hằng, Phương Hắc sẽ rõ. Lỗi tại đám thần dân của bà ta. Riêng bà Phương Hằng, tôi có hai điều để nói. Ba năm trước, khi vụ bóc phốt đang dần dần lan tỏa. Tôi chỉ viết đúng một dòng. Tôi rất hài lòng khi tôi có hơi nhiều con. Cháu là phụ nữ mà không đứa nào giống bà này. Cái thứ hai là câu chuyện vui có thật về thằng cháu tôi. Khi nó 5 tuổi, đi học mẫu giáo về. Nó đi qua, đi lại vài lần chỗ người lớn đang làm việc và lầm bẩm ba chữ, có huy chương. Đến lần thứ ba thì tôi để ý thấy và hỏi kỹ. Thì ra, ở lớp cô nuôi trẻ bày ra trò đua xe. Cái xe là loại xe đơn giản, người đua nhuôi nhuôi, đạp đạp bằng chân, tay nắm cái ghi đồng giống cái tai con hổ bằng gỗ, cho cái xe trôi đi xuống một cái dốc nhỏ, chặng đua chừng 15 mét, và ông cháu tôi vài lần về đích nhanh nhất, được cô thưởng huy chương bằng cái nắp chai bia cả ba lần. Bà Phương Hằng và ông cháu tôi tuy khác nhau về tuổi tác, hành vi, nhưng tinh thần thì giống nhau. Họ vui sướng là quyền của họ. Tôn vinh họ quá đáng là làm hại họ. Hôm qua, xem trên một trang Facebook nổi tiếng, mô tả bà Phương Hằng hát bài T30, có một người comment một câu tuyệt vời, bà này sẽ đậu tú tài có lúc. Tôi ơ ra cho đến lúc nhớ ra bảng từ điển nói ngược của Sứ Quảng thân yêu. Hy vọng bà Hằng đọc được những dòng này, an tâm làm ăn, sinh lợi và đừng thi tú tài lần nữa. Kính thưa quý vị, có một luật sư đã từng lên tiếng bảo vệ sư thích minh tuệ. Trước văn bản của giáo hội Phật giáo rằng, các vấn đề và sai sót trong văn bản của giáo hội phật giáo việt nam cần được xem xét kỹ lưỡng cụ thể một văn bản đã nhắc đến sư thích minh tuệ và đưa ra những nhận định không chính xác về ông trước hết mạng xã hội không phải là con người do đó không thể gọi tên hay phong danh cho bất kỳ ai việc sư thích minh tuệ được nhiều người tôn kính và gọi là phật đầu đà là quyền tự do của họ thể hiện lòng ngưỡng mộ cá nhân quyền này thuộc về mọi người dân và không thể bị cản trở bởi bất kỳ tổ chức nào. Tuy nhiên, khi một cá nhân trong giáo hội, cụ thể là người giữ chức tổng thư ký, ký tên vào một văn bản như vậy, cần xem xét kỹ lưỡng về từ ngữ sử dụng và tính pháp lý của văn bản. Theo hiến pháp Việt Nam, mọi công dân đều có quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Không có quy định nào bắt buộc một người phải gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới có thể tu hành. Mỗi người đều có quyền chọn lựa con đường tu tập và cách nhìn nhận về người tu sĩ theo quan điểm cá nhân của họ. Vì thế, việc cho rằng các Phật tử tập trung dâng cúng cho sư Thích Minh Tuệ làm ảnh hưởng đến giáo hội Phật giáo Việt Nam là không có cơ sở và đi ngược lại với quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân. Thực tế, sư Thích Minh Tuệ không nhận tiền từ bất kỳ ai. Tuy nhiên, văn bản lại đề cập đến việc có nhiều người dân và Phật tử tập trung dâng cúng tiền Điều này có thực sự phản ánh quan điểm chính thức của giáo hội hay không? Nếu đúng như vậy thì những người dân cúng tiền là ai? Sư Thích Minh Tuệ tự khẳng định rằng ông chỉ là một công dân Việt Nam đang thực hành theo con đường của Đức Phật và không tự xưng là thầy hay sư. Tuy nhiên, giáo hội Phật giáo Việt Nam dường như quá lo lắng khi khẳng định ông không phải là tu sĩ. Sự lo lắng này có thể bị xem là thái quá, bởi Đức Phật dạy rằng người tu hành cần phải sống thong dong an nhiên và tự tại. Một điểm nữa là Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng một số người trên mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh của ông Lê Anh Tú để tạo sự hiếu kỳ và thu hút người dân theo dõi, đồng thời gây ra những bình luận xuyên tạc về đời sống tu hành. Tuy nhiên, không có ai được nêu tên cụ thể và cũng không có căn cứ xác thực về việc ai đã làm điều này. Nếu có những bình luận xuyên tạc thì cần chỉ ra người chịu trách nhiệm và nếu cảm thấy bị thiệt hại có thể đưa ra thỏa để giải quyết thay vì phát hành các văn bản chung chung. Ngoài ra, văn bản còn yêu cầu ban trị sự các tỉnh thành phố thông báo để người dân không hiểu nhầm ông Lê Anh Tú là tu sĩ. Tuy nhiên, không có quy định pháp luật nào cho phép ban trị sự cấm người dân gọi ai đó là sư. Việc gọi ai là sư hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm và lòng kính trọng của mỗi cá nhân. Tôi cũng như nhiều người khác Kính trọng và gọi ông Lê Anh Tú là sư Thích Minh Tuệ. Do đó, việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu ban trị sự thông báo để nhân dân không gọi ông là sư là hành động thiếu tôn trọng chúng tôi. Đọc văn bản, tôi cảm thấy có sự đố kỵ và sân si, những điều mà Đức Phật đã dạy rằng chúng là nguồn gốc của khổ đau. Nếu văn bản này không xuất phát từ sự đố kỵ thì giáo hội cần lên tiếng để làm rõ. Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền hai phiên bản công văn khác nhau, một bản có chữ và cả tiền và một bản không có. Nội dung các văn bản đều giống nhau, ngoại trừ chi tiết này và điều này đã gây ra nhiều thắc mắc. Có ba khả năng có thể giải thích. Một, ban đầu văn bản có ghi và cả tiền, nhưng sau khi dư luận phản ứng mạnh mẽ về việc sư thích Minh Tuệ chỉ nhận cúng dường thức ăn và nước uống, không nhận tiền, văn bản đã được sửa đổi. Hai, Văn bản chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam không có chi tiết này và bản có chữ và cả tiền là do thế lực thù địch hoặc một nhóm người lợi dụng để gây chia rẽ. 3. Nếu văn bản không có chi tiết và cả tiền là chính xác, Giáo hội cần lên tiếng khẳng định và giải thích rõ ràng về việc liệu đức Phật có cho phép tu sĩ nhận tiền hay không. Cuối cùng, liệu một người như Lê Anh Tú, người từ chối nhận tiền và tu hành theo con đường của đức Phật có phải đang thực hành đúng theo tinh thần buông bỏ tham dục và vật chất hay không? Nếu đúng, giáo hội có nên ủng hộ vì đây là điều mà Đức Phật đã dạy. Và một câu hỏi khác cần được làm rõ, liệu một người có thể tu hành theo đạo Phật mà không cần gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay không? Những câu hỏi này cần được giải đáp công khai và minh bạch để người dân và dư luận có thể hiểu rõ hơn về những quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa quý vị, bà Nguyễn Phương Hằng, một doanh nhân nổi tiếng với khối tài sản khổng lồ, đã gây chú ý qua những buổi livestream và những cuộc đối đầu với giới nghệ sĩ liên quan đến các vụ giang lận trong từ thiện. Những điều này đã khiến bà nhận được sự yêu mến và ủng hộ từ nhiều người. Tuy nhiên, sau một thời gian bị giam giữ, vào ngày 13 tháng 10 năm 2022, bà lại gây xôn xao dư luận khi trong một buổi trò chuyện công khai Bà có những phát ngôn mang tính đe dọa đối với thầy Minh Tuệ, khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Những người từng ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng đã bất ngờ quay lưng và thể hiện sự thất vọng sâu sắc. Đừng kiêu ngạo, không phải muốn đánh ai thì đánh đâu. Luật nhân quả không bỏ sót ai cả. Trong một thế giới mà tiền tài và danh vọng có thể ảnh hưởng đến cả những nơi thiêng liêng nhất, sự xuất hiện của Thầy Thích Minh Tuệ đã làm lộ rõ thực tại này thầy đã buông bỏ tất cả để theo đuổi con đường tu hành khổ hạnh, một con đường hiếm có người nào trong thời đại này dám bước vào. Tôi muốn gọi thầy là một bậc chân tu, vì thầy hoàn toàn khác biệt với những kẻ giả tu đang an nhiên hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Những kẻ đó nhận những khoản tiền cúng dường khổng lồ, đeo những chiếc đồng hồ đắt tiền, dùng điện thoại xa xỉ và phát ngôn thô tục, điều mà đức Phật nếu nghe cũng không khỏi chạnh lòng. Trong khi đó, thầy Minh Tuệ tu tập theo 13 hạnh đầu đà, sống bằng những bữa cơm dâng cúng từ người dân với tâm thành kính. Thầy không giữ lại đồng nào cho mình, y phục của thầy chỉ là những mảnh vải ghép từ đống rác hoặc nghĩa trang. Dưới nắng mưa, thầy vẫn giữ lòng thanh thản và đôi mắt sáng ngời của người tu hành chân chính. Tôi đã xem nhiều video về thầy và cảm thấy vô cùng cảm động của... Càng ngạc nhiên hơn, khi biết thầy đã sống theo cách này suốt 5, 6 năm qua. Chỉ cần nhìn vào tư thế kiết già của thầy là có thể nhận ra sự bền bỉ của người đã qua nhiều tháng năm khổ luyện. Những hình ảnh về thầy Minh Tuệ đã khơi dậy trong lòng nhiều người cảm giác thương cảm và tôn trọng. Có những bà cụ 70, 80 tuổi thành kính lại thầy, thậm chí cả những sư cô cũng cung kính trước sự tu hành của thầy. Dù nhận được những phản ứng trái chiều, thầy Minh Tuệ vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng kính của một bậc chân tu. Có ý kiến cho rằng cuộc sống của thầy chỉ nhằm phục vụ cho bản thân mà không mang lại lợi ích cho xã hội. Tôi thấy đó là quan điểm hẹp hòi, chỉ nhìn vào bề nổi mà không nhận ra giá trị sâu xa. Hơn 2.500 năm trước, Thái tử Tất Đạt Đa cũng từ bỏ cung điện để sống cuộc đời khất thực và chính sự giác ngộ của Ngài đã thay đổi cả thế giới tạo nên những thế hệ đệ tử chân truyền. Sự khổ hạnh và đạm bạc của thầy Minh Tuệ cũng là một bài học quý giá cho nhân sinh. Nhiều người có thể nhìn vào hình ảnh của thầy để thức tỉnh và nhận ra lẽ phải. Vậy thì sao có thể nói rằng thầy chỉ tu cho bản thân mình? Cuộc đời của thầy chẳng phải đã trở thành một tấm gương, một bài học sống động cho người đời đó sao? Một câu hỏi khác được đặt ra là tại sao thầy Minh Tuệ đã tu hành khổ hạnh suốt 5, 6 năm nhưng chỉ gần đây mới nổi tiếng theo tôi lý do chính là do sự suy thoái của phật giáo trong vài năm qua khi những scandal như ở chùa ba vàng xảy ra và nhiều kẻ giả tu đã lợi dụng phật pháp để trục lợi thầy minh tuệ là một biểu tượng sáng rực đối nghịch với sự tối tăm ấy và hình ảnh của thầy đã khơi dậy trong lòng nhiều người niềm tin vào sự chân thật bản thân tôi cũng không khỏi xúc động khi nhìn thấy thầy và tin rằng dù trong hoàn cảnh nào thầy cũng sẽ tìm được con đường giác ngộ chân chính. Cuộc hành trình tu tập dài 5 đến 6 năm của thầy, với tất cả sự quyết tâm và lòng thành, chắc chắn sẽ đưa thầy đến đích cuối cùng của sự giác ngộ, trở thành một bậc A La Hán giữa đời. Hiện tượng thầy Thích Minh Tuệ đã tái hiện lại hình ảnh người tu sĩ đích thực, người mà cả xưa và nay đều kính phục và ngưỡng mộ. Giữa cuộc đời thường, có một vị sư lặng lẽ bước đi, không sống trong chùa, không thuộc giáo hội nào áo cà sa tự tay may, thân bội gió trần. Vị sư ấy mỗi ngày đi khất thực, không ràng buộc, chẳng cầu danh lợi, chỉ giữ tâm thanh tịnh và tuân thủ giới luật một cách nghiêm ngặt. Giữa cõi đời hư vô, ông tìm về chân lý, sống tự do, theo đuổi đạo lý suốt đời. Giới luật tâm linh bay xa, không ai có thể giữ được mãi. Trong nhân gian, lòng từ bi nở rộ, khi cuộc đời vốn vô thường, chân lý vẫn tồn tại. Những bước chân khất thực từ các con ngõ nhỏ sâu thẳm, gieo hạt giống Phật Pháp, khiến lòng người động cảm. Giữa đời hoa, vị sư ấy nhẹ nhàng bước đi, tìm về sự thanh tịnh. Sự xuất hiện của một người tu hành độc lập, không gò bó nhưng vẫn giữ trọn giới luật, đã làm lay động và ngưỡng mộ nhiều người. Đó có lẽ là một dấu hiệu của thời đại, khi con người đang cần tìm lại bản chất đích thực của đời sống tu trì. Tại sao Thầy Minh Tuệ lại nhận được nhiều tình cảm yêu mến? Theo quan điểm của tôi, có một vài lý do chính. Một, sự chân thật và giản dị. Những người tự tu hành thường được xem là sống thật và giản dị, không bị ảnh hưởng bởi những ràng buộc hay áp lực vật chất. Điều này tạo ra ấn tượng sâu sắc và đáng tin cậy đối với mọi người. 2. Tránh xa các vấn đề nội bộ. Những ngôi chùa và tổ chức tôn giáo thường gặp phải các vấn đề về quyền lực hoặc tài chính. Một tu sĩ tu hành độc lập, không liên quan đến những tranh chấp này sẽ được coi là trong sạch và không bị ảnh hưởng bởi những tiêu cực đó. 3. Gần gũi với quần chúng, người tu hành độc lập thường có xu hướng tương tác trực tiếp và gần gũi với người dân. Không sống tách biệt trong chùa, họ xuất hiện trong đời sống cộng đồng, tạo sự kết nối và nhận được sự kính trọng từ người dân. 4. Tinh thần tự do và độc lập, sự tự do và độc lập trong việc tu hành của họ là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ. Họ cho thấy rằng Việc tu tập không nhất thiết phải gắn liền với một tổ chức hay một khuôn khổ cứng nhắc mà có thể linh hoạt và cá nhân hóa. 5. Tấm gương tu hành cá nhân, những người tu hành độc lập là tấm gương sáng về nỗ lực cá nhân và khả năng tự giác ngộ. Họ minh chứng rằng bất kỳ ai cũng có thể tu tập và đạt được sự thanh tịnh trong tâm hồn mà không cần dựa vào yếu tố bên ngoài. 6. Sự bình dị và dễ tiếp cận trong khi các chức sắc tôn giáo thường bị coi là xa cách vì địa vị của họ, những người tu hành độc lập không có những ràng buộc đó. Họ sống giản dị, bình dân và dễ tiếp cận, khiến người dân cảm thấy gần gũi và thoải mái hơn khi tiếp xúc. Tóm lại, một người tu hành độc lập được yêu mến bởi sự chân thật, giản dị, gần gũi và tinh thần tự do trong việc tu tập. Sự thiếu liên kết với các tổ chức tôn giáo và khả năng sống một cuộc đời thanh tịnh giữa đời thường đã tạo nên sự kính trọng từ mọi người. Tuy nhiên, nếu một tu sĩ thuộc về một tổ chức như Kitô giáo hay Phật giáo, họ vẫn có thể sống chân thật, giản dị và gần gũi với mọi người. Việc tu hành trong một giáo hội có thể còn mang lại lợi ích bởi họ được hướng dẫn và không bị cuốn theo sở thích cá nhân, cũng như nhờ sự nhắc nhở của cộng đồng để giữ giới luật tốt hơn. Đây có lẽ cũng là lúc để các nhà tu hành nhìn lại và tái khám phá căn tính đích thực của cuộc đời tu sĩ. Kính thưa quý vị, kể từ tháng 5, câu chuyện về thầy Thích Minh Tuệ, một vị sư nổi tiếng với hành trình bộ hành khất thực xuyên Việt, đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng Phật tử và những người quan tâm đến tự do tôn giáo trong và ngoài nước. Hành trình đầy ý nghĩa của thầy đã gặp phải nhiều trở ngại khi bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhà cầm quyền can thiệp, gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều người trong đó có những nhân vật nổi tiếng ở hải ngoại và tiến sĩ Tô Văn Trưởng, một nhà khoa học uy tín và nhà hoạt động xã hội tích cực tại Việt Nam. Thầy Thích Minh Tuệ, sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại miền Trung Việt Nam, đã chọn con đường tu hành với tâm nguyện mang giáo pháp của Đức Phật đến gần hơn với mọi người. Thầy đã quyết định thực hiện hành trình bộ hành khất thực xuyên Việt, một hình thức tu hành cổ xưa biểu hiện sự từ bỏ vật chất, và gắn kết sâu sắc với cộng đồng. Trong suốt hành trình, Thầy Minh Tuệ đã đi qua nhiều tỉnh thành, tiếp xúc với hàng ngàn người dân, mang đến cho họ những bài học về lòng từ bi, sự bao dung và tinh thần sẻ chia. Những bước chân của Thầy không chỉ là sự thử thách về thể chất, mà còn là minh chứng cho sự kiên định và lòng thành kính đối với giáo Pháp. Tuy nhiên, hành trình của Thầy đã bị gián đoạn trong cuộc tập kích của công an và côn đồ. Trong đêm tối, ngày 2 dạng 3 tháng 6. Nhà cầm quyền và ban tôn giáo chính phủ đã tuyên truyền nói rằng thầy đã tự nguyện ngừng việc bộ hành khất thực với lý do trật tự công cộng. Những hành động này đã gây nên sự phẫn nộ và bất bình trong cộng đồng Phật tử và những người ủng hộ tự do tôn giáo. Các thông tin sự kiện gần đây nhất của thầy Thích Minh Tuệ dường như biến mất một cách bí ẩn, không dấu vết. Cũng như những người theo bước thầy Minh Tuệ cũng bị ngăn cản và buộc không được mặc y phấn tảo cũng như việc bộ hành khất thực. Trong bối cảnh đó, một người Việt nổi tiếng ở hải ngoại, ông Nguyễn Văn An, một doanh nhân thành đạt và nhà hoạt động xã hội được kính trọng trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, đã lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ thầy Thích Minh Tuệ. Trong một bài viết được đăng tải trên các phương tiện truyền thông quốc tế, ông An đã tán thán những đóng góp và tinh thần tu hành kiên định của thầy Minh Tuệ. Ông Nguyễn Văn An nhấn mạnh rằng hành trình của thầy không chỉ là một hình thức tu hành cá nhân mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, giúp lan tỏa những giá trị nhân văn và đạo đức trong cộng đồng. Việc ngăn cản thầy thực hiện hành trình khất thực là một hành động xâm phạm quyền tự do tôn giáo và đi ngược lại với tinh thần nhân quyền mà Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế. Kính thưa quý vị, trong cuộc tranh cãi xoay quanh bà Nguyễn Phương Hằng và tuyên bố quất sư minh tuệ. Điều khiến dư luận băn khoăn không chỉ là những lời công kích nhắm vào một vị tu hành giản dị, mà còn là những mối quan hệ phức tạp và có phần mờ ám giữa bà Hằng và một số nhà sư trong hệ thống giáo hội Phật giáo Việt Nam quốc doanh. Một trong những nhân vật đặc biệt đáng chú ý là Thượng Tỏa Thích Nhật Tử, người được cho là có mối quan hệ thân thiết với bà Nguyễn Phương Hằng. Chính mối quan hệ này đã đặt ra những nghi vấn rằng liệu lời chỉ trích của bà hằng nhắm vào thầy minh tuệ có phải xuất phát từ ý đồ cá nhân hay thực chất bà đang hành động theo một kịch bản mà thích nhật tử và những người đứng sau giáo hội phật giáo việt nam quốc doanh dựng lên thượng tọa thích nhật tử không hề xa lạ với việc phản đối gây gắt những tu sĩ không thuộc biên chế của giáo hội và thầy minh tuệ không phải là ngoại lệ Thích Nhật Tử từng lên án con đường tu hành hạnh đầu đà của Thầy Minh Tuệ, cho rằng đó là một con đường lệch lạc so với Phật giáo hiện đại mà giáo hội đang xây dựng. Tuy nhiên, nhiều Phật tử và những người quan tâm đến Đạo Phật lại nhận thấy rằng chính những người như Thầy Minh Tuệ mới thực sự thể hiện được tinh thần từ bỏ và giải thoát của Đức Phật. Trong khi những nhà sư quốc doanh lại ngày càng bị cuốn vào vòng xoáy của danh vọng, quyền lực và tiền bạc nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là sự chỉ trích của thích nhật tử mà còn là việc bà nguyễn phương hằng một người làm từ thiện lại tham gia vào chiến dịch công kích nhắm vào thầy minh tuệ một vị tu sĩ không hề động đến ai chỉ sống đời giản dị ăn một bữa ngủ ở nghĩa địa trong khi những vị sư khác những người vướng vào các bê bối nghiêm trọng như thích trân quang hay thích trúc thái minh lại không hề bị nhắc đến trong những lời chỉ trích của bà hằng việc bà nguyễn phương hằng không đụng đến những nhân vật như thích trân quang hay thích trúc thái minh cũng khiến người ta tự hỏi liệu có phải bà biết rằng việc chỉ trích những nhân vật này có thể dẫn đến các hậu quả pháp lý nghiêm trọng hơn những người này không chỉ có quyền lực trong hệ thống tôn giáo mà còn có sự hậu thuẫn từ các thế lực chính trị và tài chính ngược lại thầy minh tuệ với cuộc sống thanh bẩn và không tham gia vào bất kỳ hệ thống quyền lực nào lại trở thành một mục tiêu dễ dàng cho những kẻ muốn dằn mặt những tu sĩ dám thoát khỏi sự kiểm soát của giáo hội Phật giáo Việt Nam Quốc Doanh. Thích Trân Quang, một nhà sư gây tranh cãi bậc nhất hiện nay, đã dính vào hàng loạt bê bối, từ việc sử dụng bằng tiến sĩ khi không có bằng cấp 3 cho đến việc chiếm đoạt đất rừng phòng hộ để xây dựng cơ ngơi riêng. Điều này cho thấy rõ ràng sự mâu thuẫn và phân biệt trong cách đối xử của giáo hội và chính quyền đối với các nhà tu hành. Trong khi những người như Thích Trân Quang, dù phạm sai lầm nghiêm trọng, vẫn được bảo vệ và tiếp tục hoạt động trong môi trường tôn giáo, thì những tu sĩ như Thầy Minh Tuệ lại bị đàn áp một cách không thương tiếc. Thích Trúc Thái Minh, một tu sĩ nổi tiếng với những hoạt động mang màu sắc mê tín và trục lợi, cũng không bị giáo hội hay chính quyền điều tra sâu sát ông từng dính phải nhiều cáo buộc liên quan đến việc tổ chức các lễ hội cầu an giải nghiệp với mức phí cao và sử dụng số tiền này vào các mục đích không minh bạch tuy nhiên mặc cho những lời chỉ trích từ dư luận ông vẫn tiếp tục công khai hoạt động và giữ chức trụ trì trong hệ thống phật giáo vậy tại sao giáo hội phật giáo việt nam quốc doanh và chính quyền lại tập trung vào việc đàn áp những người tu hành chân chính như thầy minh tuệ một phần của câu trả lời có thể nằm ở chính bản chất của hệ thống này giáo hội và chính quyền đã từ lâu trở thành một liên minh quyền lực nơi tôn giáo không còn là nơi để tìm kiếm sự giải thoát và giác ngộ mà là công cụ để kiểm soát và duy trì trật tự xã hội những người tu hành thật sự những người từ bỏ mọi quyền lợi và vật chất trở thành mối đe dọa cho hệ thống này họ nhắc nhở người dân về một đạo phật chân chính không dính líu đến quyền lực và danh vọng và điều này đương nhiên không nằm trong lợi ích của những kẻ nắm quyền. Sự biến mất bí ẩn của thầy Minh Tuệ sau khi bị buộc phải dừng hành trình hành cước vào tháng 6 năm 2024 đã khiến nhiều người lo lắng. Dù là một người tu hành giản dị, không gây rắc rối cho ai, thầy lại trở thành mục tiêu của một chiến dịch đàn áp có hệ thống. Câu hỏi lớn được đặt ra là, thầy Minh Tuệ hiện đang ở đâu? Tại sao thầy không được phép tự do bộ hành khất thực? Và ai đứng sau những quyết định ép buộc thầy phải ngừng lại con đường tu hành của mình? Những câu hỏi này không chỉ nhằm tìm ra câu trả lời cho trường hợp của thầy Minh Tuệ, mà còn là lời cảnh tỉnh đối với hệ thống giáo hội Phật giáo Việt Nam quốc doanh hiện nay. Trong khi đó, những tu sĩ như Thích Trân Quang và Thích Trúc Thái Minh tiếp tục thoải mái hoạt động, mặc cho hàng loạt bê bối và cáo buộc. Thích Trân Quang với những tư tưởng sai lệch và hành động gây tranh cãi vẫn được giáo hội bảo vệ. Ông tiếp tục phát ngôn và tổ chức các hoạt động không phù hợp với tinh thần Phật giáo nhưng không hề bị ngăn cản. Điều này khiến cho nhiều người phải đặt câu hỏi về bản chất thực sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam quốc doanh, liệu họ đang bảo vệ đạo Phật hay đang bảo vệ quyền lợi của riêng mình. Bà Nguyễn Phương Hằng với những lời chỉ trích nhắm vào thầy Minh Tuệ, có lẽ cũng chỉ là một con cờ trong trò chơi quyền lực phức tạp này bà chọn không nhắc đến những nhà sư quyền lực với nhiều bê bối nhưng lại tấn công một người tu hành sống đời thanh tịnh điều này không chỉ cho thấy sự bất công mà còn là lời cảnh tỉnh cho những ai quan tâm đến tương lai của đạo phật tại việt nam giáo hội phật giáo việt nam quốc doanh cùng với sự hậu thuẫn từ chính quyền đã và đang cố gắng dập tắt những tiếng nói và hành động chân chính trong tôn giáo và sự đàn áp thầy minh tuệ chỉ là một ví dụ điển hình cho xu hướng đó